Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem live cũng như là xem video vui vẻ em ơi. Và hiện tại 180 anh em đang ngồi ở đây đang chờ Khải lên cây vũ khí và phát sáng vũ khí nó ra sao và như thế nào. Thì anh em cùng chờ đợi xem thử như thế nào và ra sao nha em ơi. Khải thì khả năng mong muốn nó ra sao mà màu đỏ cho nó đẹp nè. Và hiện tại như phát sáng thì tốn như Khải có tìm hiểu sơ qua cũng nhiều server thì nó khá tương đối giống nhau. Đó là 5 cục đá phát sáng. Vừa rồi thì Khải đã mua 5 cục đá phát sáng này thì tương đối khoảng 5 kim. Đó. Một lần phát sáng thì tương đối khoảng hơn 700.000 nha nè. Đó, 5 cục đá phát sáng. Đó. Rồi, 3.000 xu. 3.000 xu. Rồi với lại 1 ca vàng. Đó, 1 ca vàng và lại 3 viên thủy tinh khắp màu. Đó. Đây tinh khắp màu. Rồi bây giờ Khải vô nè em ơi. Thì phát sáng thì nó ở ngay chỗ thành hòn kim thông giả thôi nè. Vô. Đây. Ta muốn phát sáng vũ khí. Đó. Ta đã đọc kỹ và đồng ý phát sáng. Okay, trước khi phát sáng lượm cái đao ra đó. Anh em, đang muốn phát sáng cái đao nè. Với lại cho anh em xem sơ qua lại tổng xếp đồ cả thì nó cũng không thay đổi gì mới nữa. Đó, cái đao top 30 độc sắc. Cái nón độc sắc. Nó quên cái nón kháng lô 27. Dây chuyền, chón. Áo phục hồi. Bao tay chón. Hiện tại thì Khải vẫn là chón 60 thôi nè. Đó, không gì thay đổi, chón 60 thôi. Rồi, 540 và 540 thì được 580. Khải khó thay đổi ở đôi giày nè. Hôm trước thì Khải mang 540 dòng 1 và không có sinh lực. Sinh lực có 8 điểm thôi. Và đôi giày đó là Khải đang vứt cho con thiếu lâm mang này. Khải mới mua đôi giày này. Khải đưa cho anh Chính mang thêm được 89-87 sinh lực, khá đẹp. Phát sáng thì nó không có gì thay đổi cả Quang Nguyễn ơi. Nó chỉ thay đổi cái ngoại trang của mình là nó phát sáng, nó rực rực sáng lên thôi nè. Thì nó gọi là nó giống kiểu giống như là một cái cây hồng kim môn phái thôi. Đó, cái nhẫn kim sức mạnh. Những kim sức mạnh sinh lực lực đó, rồi ngập bội sinh lực lực đó như cũ thôi. Chỉ có thay đổi là cái nón là lượng kháng lôi cao và đôi giày thì sinh lực cao lên một chút đó. Ta muốn mài vũ khí chứ tông kim mẹ quá rồi, hợp lý luôn anh Tiến Lê. Nói chung là nhiều khi đánh tông kim bữa giờ cũng hôm qua thì được top 6, hôm nay thì đánh không được anh em à. Nay họ đánh được rồi, hôm nay giả xui đi, hôm nay giả xui mình đi mè rèn cái đao lại cho nó mẹ đau quá nè mày. Rồi ta muốn phát sáng vũ khí. Lấy cái đao ra, nói mà chịu lấy. Ôi chà, trước khi phát sáng vũ khí phải tốn trăm xu mở khó này mà. Từ từ được Khải mở khó nè. Mở khá nhanh cái vũ khí này. Mở khó cái vũ khí 100 xu nè. Mở khó nhanh 100 xu. Đỡ quang. Đó nè anh em, hỗ trợ mở khó nhanh nha. Anh em lưu ý nha. Cái hủy á, thì anh em là mất cái đao luôn nè. Hủy trang bị khó là mất đao luôn nha. Còn anh em phải kích vô dần. Hỗ trợ mở khó bảo hiểm nhanh. Kích vô. Rồi, tiến hành mở khó nhanh. Rồi, chấm xu. Trời ơi, 30 ô trống nữa chứ. Ô xanh. Chọn rừng. 30 ô trống nữa đâu. Này, 30 ô trống nữa nào nè. Ui, chốt chuyện mình quá trời. Rồi, 30 ô trống. Hỗ trợ một khá nhanh anh em lưu ý này. Cái vấn đề này nhiều người hủy rồi mất đồ này nọ, mất cái vũ khí luôn. Adder không hỗ trợ là đâu nha anh em. Cái này là tự mình làm thôi. Hỗ trợ một mờ khó hiểm nhanh. Kịch vô. Rồi tiến hành mờ khó nhanh. Chém xô. Cố gắng cái màu đỏ cho bạn ơi. Mờ khó thành công. Đó. Sau khi mờ khó xong rồi cái cây vũ khí Khải sẽ không còn khó nữa. Rồi. Vô việc thôi. Vào việc thôi. Không kêu tôi giả. Ta muốn phát sáng vũ khí. Ta đọc tìm hiểu phát sáng. Rồi bỏ cái vũ khí vô nè, như là bỏ đá phát sáng vô luôn. Còn nếu bỏ không được thì tí nữa mình sẽ bỏ lăn ngồi. Đó. Cho màu đỏ xanh lam ba ca su một ba ca su. Thành công. Biết màu gì anh em ơi. Sơn đao cho nó đao lên màu anh em ơi. À, hôm nay tống kim vui ạ. Ừ, vui vài trướng nè. Rồi, giống màu gì đây? Biết màu gì đây? Màu gì đây? Ôi, ôi, màu đỏ luôn. Ôi, rồi màu tím nè. Đậu xanh từ màu đỏ chứ. Màu này màu tím rồi anh em. Ủa, nhưng màu tím này cũng đúng thật. Không được. Màu đỏ mới đúng nè. Màu tím thì cũng được. Hình nó ra màu mọc là xấu lắm anh em. Màu mọc là xấu vài trướng. À ok, màu tím cũng được nè mà. Chứ màu đỏ nó rực lửa cũng như vậy nè, màu đỏ đẹp lắm nè. Màu đỏ thì nó được sáng hơn nè. Màu tím thì giống độ màu hồng bơ đơ quá.
Ok, đã mài đao anh em, đã mài đao thành công. Lên màu tím ok rồi, tưởng màu mộng nó thu nên Master Khải Toàn mở ra màu mộng. Màu tím mộng mơ anh em ơi. Anh em ơi, cũng đẹp anh em ơi. Chứ màu xanh là chịu. Hình quá ra màu tím anh em ơi, tưởng ra màu xanh nữa thua luôn anh em. Ngay rồi, chị, anh muốn màu tím hả? Không, đâu anh chạy là anh cầm cái đao chạy là anh bấm chữ Ngô Thần Yên bán thử coi nó có mát không. Đó, trước khi bán anh đính cái đao lại ngay đó rồi xong đó. Một phát sáng thế thì ra màu trên à, ra màu tím anh em ơi. Khả năng muốn màu ra màu tím mộng mơ hơn. Không phải ra màu xanh nó mới đẹp chứ. Màu xanh xấu em ơi, màu xanh không thích. Ông trai chơi màu tím anh Khải. Ý là ra ngẫu nhiên hay là sao anh Khải? Ngẫu nhiên hình xui. Ra màu vàng. Anh em mà ra màu vàng á thì gọi là cũng tương đối màu, còn màu mộc là thấy nó nhìn kiểu cảm giác cái đao nó nhìn nó xấu hổ luôn. Màu đỏ. Là cây. Màu đỏ là sao? Màu đỏ là nó đỏ lè luôn. Đỏ lè lét luôn, còn này màu tím thì nó màu nó chưa được rõ lắm. Ra màu vàng đẹp. Đao không có màu đỏ. Màu vàng giúp cái đao lên. Server này không đao không có màu đỏ ta. Bên server kia có đao màu đỏ nữa. Server này có 3 màu thôi anh. À tím vàng xanh thôi. Quên tím vàng tím vàng với tím vàng đúng với xanh lục. Tím vàng xanh lục. Giờ này giống thị tinh thôi mà. Chứ bên server hôm bữa đầu tiên mình nó cũng có màu đỏ nhưng mà hồi đó là bên gộp server có em nhiều có. Có màu đỏ lợp luôn. Ừ, gộp server là có đẹp lắm, màu đỏ đẹp lắm. Màu đỏ thì đỏ lẹ đẹp. Đẹp. Ok, màu đỏ dùng cái đao lên nhìn sáng liền. Khoảng 10 kim hơn nè, khoảng 700.000 đó. Xem cái đao. Màu đỏ nó sáng rực đẹp lắm luôn. Ok, giá được rồi. Màu đỏ với màu đỏ với màu xanh kia đẹp lắm anh Khải. Xanh kia dùng cái đao lên nhìn đẹp lắm. Đây, nói chung là cái đao này thì màu xanh lá cây thì xấu em ơi. Anh chơi max server toàn màu xanh anh nhiều khi chán luôn. Màu vàng chứ. Màu vàng dùng cái đao lên nhìn nó xé. Giống như cái đao của Thiên Nhãn tên. Màu vàng đúng rồi, giống như cái đao của Thiên Nhãn. Đao kim ô. Hello Bạch Văn Phi nha, màu vàng thì đẹp nè. Còn màu này thì nó chém này. Chém này, chém coi. Nó sẽ đẹp, nó lên hiện màu hiệu ứng thôi chứ có đâu này. Nó chém nó kéo hướng sáng cây đao lên thôi chứ không làm gì đâu. Màu tím này là cũng đẹp rồi, màu tím này cũng đẹp rồi hả? Anh em thấy nó kéo không? Nó kéo từ sau lưng nó kéo tới đó thấy không? Thấy nó sáng đầu. Sáng lên trên đầu luôn không? Kéo lên trên đầu kéo xuống rồi thôi. Đường môn cũng vậy, đường môn phá nào cũng vậy, cứ đánh nó kéo vậy thôi nè. Cầm ra phát sáng môn, cầm hai chi tiết liêu. Ra phát sáng nhớ mai nhớ ăn boss nha. Đúng rồi, á không ăn boss bực cưa gốc. Gì chứ? Chưa thấy bao giờ Khải ăn boss luôn nè. Ừ, chưa ăn boss lần nào luôn. Thực kỳ ông quá vậy nhỉ? Ừ, lại luôn. Anh lách đồ rồi, anh không được boss hay gì. Mà đồ đoàn rõ đẹp nha. Ừ. Trừ khi chủ động đánh boss thuyền trước được. Ừ, đúng rồi. Khải mới mài cái đao bén. Anh Khải mới mài cái đao bén rồi đó. Bén rồi anh em ơi. Không, cái đao một boss khác vẫn ăn bình thường mà. Rồi, ok. Qua bén rồi. À, anh em xem video thì đừng quên để lại cho lần thay đổi mài đao này Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nhiều anh em hỏi là có tăng được cái đam hay không, chắc chắn anh em sẽ hỏi câu đó. À, Khải xin phép trả lời là nó không tăng đam cũng như là không tăng một cái gì cả nha anh em. Ở đây chỉ gọi là cái trang bị mình nó được phát sáng và nó được đẹp hơn cái cây vũ khí bình thường. Đó là mình bỏ ra bộ tốn ra 700.000 hơn để mình phát sáng cái đao lên. Đó đơn giản vậy thôi anh em, gọi là kiểu là mình muốn nó đẹp hơn một xíu, gọi là đẹp thôi chứ còn không có tác dụng gì nha anh em đó. Ra mà tiếng mộng mơ anh em. À, anh em xem like nhớ ủng hộ video những cái lần thay đổi mới thì nhớ cho Khải một like ủng hộ chơi nha. Là luôn chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên kích đăng ký kênh ủng hộ Khải nha anh em ơi. Và Khải hay livestream trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày cho đến 1-2 giờ sáng nha anh em. Ok, bye bye.